Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Phú Official. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn thông tin thú vị, đó là vì sao bò tót lại tấn công người mặc quần áo đỏ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như các bạn cũng đã biết, đấu bò tót là một môn thể thao nổi tiếng ở Tây Ban Nha và nhiều nước khác. Những người yêu thích môn thể thao này thường có những suy nghĩ rất riêng về những điều mà họ trông thấy, và không ai có thể thuyết phục được họ thay đổi chúng. Những người thích xem đấu bò tót cho rằng tất cả mọi vật có màu đỏ đều khiến bò tót trở nên hung dữ và kích thích nó tấn công. Đó là lý do tại sao những người tham gia đấu với bò tót lại thường cầm trong tay mình tấm áo choàng đỏ mà họ điều khiển một cách rất điệu nghệ. Nhưng xin khẳng định với các bạn rằng anh ta có thể cầm trong tay mình một tấm vải màu khác, ví dụ như màu trắng, vàng hoặc xanh lá cây chân hạn, điều này chẳng có ý nghĩa gì đối với bò tót cả, bởi vì chính bản thân nó không phân biệt được màu sắc. Nhiều nhà thi đấu bò tót đồng ý rằng họ biết điều này và một vài người đã làm những thử nghiệm đặc biệt, sử dụng quần áo trắng thay cho quần áo đỏ, bò tót vẫn xử sự y như thế. Vậy thì cái gì đã kích thích bò tót tấn công? Đó là những chuyển động của tấm áo choàng, chứ hoàn toàn không phải là màu sắc. Tất cả những gì lay động trước mắt con bò tót đều kích động nó. Và còn nữa, bởi vì bò tót không phân biệt được màu sắc, nếu như bạn phất cái áo choàng màu trắng thì khiến nó phản ứng dữ tợn hơn vì nó nhìn thấy tấm áo choàng này dễ hơn. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.